Nghe tại cửa hàng thì âm thanh phê, mê tít này, súp đánh uy lực và loa nghe rất là trong trẻo. Tuy nhiên khi bê về nhà lắp đặt thì lại cảm thấy âm thanh không bằng tại cửa hàng. Đây là một cái vấn đề mà rất nhiều khách hàng phản ánh cũng như là đặt câu hỏi với rất nhiều đội ngũ, như đội ngũ kỹ thuật đi lắp đặt này, với những người trực tiếp tại cửa hàng như Đức Anh chẳng hạn. Cái nguyên nhân thì nó sẽ nằm ở đâu? Thực tế là nếu như chúng ta có thể thấy được là cái vấn đề này xảy ra không chỉ tại một đơn vị, mà tất cả các đơn vị đi lắp âm thanh đều đa số đều gặp những cái tình trạng như này. Nguyên nhân của nó sẽ nằm ở đâu? Do khi các bạn test tại bộ ở cửa hàng một bộ, rồi cửa hàng lại đi lắp cho các bạn một bộ. Cái này thì chắc chắn Đức Anh có thể khẳng định các bạn là không bao giờ xảy ra cái vấn đề như thế. Bởi vì khi các bạn mua hàng tại các cửa hàng uy tín thì chúng ta test sản phẩm nào, chúng ta đặt hàng sản phẩm nào thì trên hóa đơn nó sẽ hiện rõ, chúng ta có thể kiểm tra lại giữa cái sản phẩm demo và cái sản phẩm mà chúng ta được nhận tại nhà nó có đúng hay không. Và chắc chắn là không đơn vị nào dạy gì mà lại test cho các bạn một sản phẩm và lại mang đến lắp cho các bạn một sản phẩm. Đúng không ạ? Mất uy tín và mất giá trị của cái thương hiệu đó. Rồi các bạn cũng có thể thử bằng cách đó là chúng ta bê nguyên cái bộ dàn chúng ta đã được trải nghiệm. Rất nhiều khách hàng nhé, người ta bê luôn cái bộ dàn người ta được test tại cửa hàng về lắp trong gia đình. Tuy nhiên là người ta vẫn có cái cảm nhận đó là tại nghe ở cửa hàng nó vẫn phê, vẫn sướng hơn là khi lắp tại trong gia đình. Đó, vậy thì nguyên nhân này chúng ta có thể loại bỏ. Vậy nguyên nhân tiếp theo, một cái nguyên nhân cũng có thể mang một cái tính khách quan và chủ quan, đó là cái người kỹ thuật setup cho chúng ta tại cửa hàng là một người lắp cho chúng ta là một người. Vậy thì nó ảnh hưởng do người kỹ thuật. Cái này thì có thể xảy ra, đúng không ạ? Tuy nhiên là chúng ta biết được là chúng ta có thể yêu cầu cái người kỹ thuật setup tại cửa hàng mà người kỹ thuật đi lắp đặt cho chúng ta là một người, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta cũng có thể yêu cầu cái người kỹ thuật đi setup tại nhà cho chúng ta ấy là up lại cái cấu hình mà chúng ta được trải nghiệm âm thanh mà chúng ta cảm thấy ưng tại cửa hàng để xem nó có hay bằng ở cửa hàng hay không. Cái này thì cũng là một cái trường hợp nhỏ xảy ra, cũng có một vài trường hợp đã xảy ra cái tình trạng như thế. Cái này cũng là một yếu tố có thể gây đến ảnh hưởng cái độ hay của cái bộ dàn mà khi chúng ta lắp đặt tại nhà. Rồi, cái trường hợp này không phải là trường hợp mà nó tạo nên cái sự khác biệt hoàn toàn quý vị nhé. Cũng không phải là một cái trường hợp sự khác biệt hoàn toàn, bởi vì nó chỉ có xảy ra một vài cái trường hợp là cái người setup và cái người setup tại cửa hàng và người setup tại gia đình quý bạn là một người khác, rồi cái cấu hình, hai cấu hình đó là hai cấu hình khác nhau đó. Vậy cái nguyên nhân cốt lõi nó sẽ nằm ở đâu? Điều cốt lõi mà tôi muốn nói đến quý bạn gây ra ảnh hưởng trực tiếp cái việc là tại sao nghe ở cửa hàng nó lại hay đến thế nhưng mà về gia đình nó lại trở nên dở, đó là sự tương đồng về không gian không có. Tương đồng không gian ở đây là gì? Khi các bạn trải nghiệm âm thanh ở cửa hàng thì nó là một không gian khác, và khi các bạn lắp đặt tại gia đình nó lại là một cái không gian khác hoàn toàn, không hề giống nhau, đúng không ạ? Cái sự khác nhau về không gian nó ảnh hưởng cũng khá lớn đến chất lượng âm thanh đem lại cho chúng ta. Tại vì sao chúng ta phải lựa chọn một bộ dàn nó phù hợp với cái không gian sử dụng? Ví dụ không gian 15m2 chúng ta đi nhét con bát loa bát 40 vào, không có tiêu âm, không có một cái gì âm thanh tiêu âm, thì liệu là chất lượng âm thanh nó có hay và cái loa đấy nó có phát huy được cái giá trị không ạ? Tôi có thể khẳng định là không. Đó. Tại vì sao khi mà chúng ta đến một cái đơn vị mua hàng, chúng ta luôn luôn hỏi người tư vấn luôn luôn hỏi các bạn là không gian nhà anh chị sử dụng như thế nào và mục đích anh chị sử dụng ra sao để có thể tư vấn cho các bạn một cái lựa chọn bộ dàn phù hợp nhất. Vậy thì cái lý do mà tôi muốn nhắc đến ngày hôm nay là khi các bạn được trải nghiệm cùng một cái hệ thống âm thanh nhưng các bạn trải nghiệm ở hai cái không gian khác nhau thì chất lượng âm thanh có thể là khác nhau, và nó có thể khác nhau đáng kể. Đó, một không gian có thể âm thanh rất là hay nhưng một không gian cùng cái bộ dàn đó VIP chẳng hạn nhưng không gian âm thanh rất là dở. Đó, cái không gian nó sẽ tạo lên cái độ xa lệch về âm thanh, cái độ chi tiết với cái độ hay của âm thanh. Đó. Cũng không có một cái con số nào có thể đánh giá được cái mức độ không gian phòng ảnh hưởng đến âm thanh bao nhiêu, thì cũng chưa có một con số là cụ thể. Nhưng nếu như mà xét về cái mức đánh giá thì Đức Anh có thể cảm nhận về cá nhân của mình nhé, cảm nhận thì nó có thể ảnh hưởng đến tới 30%, 30% cái chất lượng âm thanh của cái bộ dàn. Một cái không gian tiêu chuẩn thì nó cũng không phải là có một cái con số nào cụ thể để đánh giá. Ví dụ như là quý vị và bạn vào một căn phòng muốn cái âm thanh hay thì đương nhiên là cái mức độ tiêu âm và mức độ phản âm thanh nó phải ở một cái mức tiêu chuẩn. Tôi có thể như thế này, tôi có thể nói ví dụ với các bạn này, khi mà chúng ta
vào một cái căn phòng mà cái mức độ tiêu âm của nó đạt 70% và cái mức độ phản lại âm thanh 30%, không phải là tiêu hết hoàn toàn âm thanh nó mới hay đâu các bạn nhé. Tiêu hết không bao giờ hay được, mà chúng ta chỉ tiêu đi một phần thôi, cứ cỡ khoảng tầm 70%, còn lại là 30% nó sẽ được phản xạ lại âm thanh, thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái âm thanh nó sẽ tốt. Còn nếu như các bạn vào một cái căn phòng mà cái mức độ phản xạ âm thanh nó lại quá nhiều, lại 70% và tiêu âm chỉ có 30%, thì chắc chắn là ngay cả khi các bạn nói chuyện nó đã thấy khó chịu rồi. Khó chịu ở chỗ như nào? Ví dụ chúng ta nói đang nói chuyện 1, 2, 3, 4 chẳng hạn, thì cái âm thanh nó đã bị dội lại cái giọng nói của chúng ta 1, 2, 3, 4, thì tự nhiên là nó làm loạn hết cái cuộc nói chuyện nó ra. Và cũng giống như âm thanh thôi, âm thanh mà khi mà bị phản xạ lại quá nhiều thì đương nhiên là nó làm cho cái toàn bộ cái âm thanh nó bị loạn, bị nhiễu, đúng không ạ? Thì không làm sao mà có thể nghe được chi tiết, không làm sao có thể hay được. Nói như thế thì chúng ta có thể thấy được là cái tầm quan trọng của một cái không gian phù hợp với cái bộ dàn nó cực kỳ quan trọng. Tôi cũng có thể ví dụ cho các bạn một cách cụ thể hơn, tại sao các phòng hát nhà ta lại phòng hát rồi các quán bar các kia nhà ta lại phải làm cái mức độ phòng hát để có thể có tiêu âm tốt này, làm cái nội thất trong phòng. Thực tế là cái nội thất ở trong phòng hát nó còn đắt gấp đôi so với một cái bộ dàn bỏ ra cơ quý các bạn ạ. Đương nhiên rồi, khi nhà ta làm phòng hát tiêu chuẩn kinh doanh là bắt buộc phải có độ tiêu âm để đỡ ảnh hưởng đến hàng xóm là một. Và thứ hai nữa là cái tiêu âm đấy nó sẽ tạo lên cái âm thanh hay. Đó, cái phòng hát đấy làm nội thất thì chắc chắn rồi, khi chúng ta cho cái âm thanh vào nhiều loa công suất lớn, nó sẽ tiêu vào âm thanh đi và nó đem lại cho chúng ta cái âm thanh uy lực mà rất là hay các bạn nhé. Và nói một cái cách khác để các bạn có thể dễ hiểu hơn về cái độ vang vọng của cái không gian phòng. Ví dụ như là tôi đang cầm một cái bộ mic như này. Với một người mà lại cứ thích tiếng echo phải nhiều, nhiều ở đây là quá nhiều hay là vừa phải, đúng không ạ? Nếu như mà tôi đang để cái echo nó nhiều như này, đấy, các bạn có thể cảm nhận được. Không gian nếu mà nó bị vang ấy thì khi các bạn nói là nó giống như này. Đó, cái tiếng của mình nó cứ kéo dài, xong rồi nó lại dội lại âm thanh. Đó, nghe nó sẽ cảm thấy rất khó chịu, đúng không ạ? Cái gì nó cũng phải vừa phải. Có nghĩa là cái effect muốn hay thì cái effect nó cũng phải vừa thôi. Cái mức độ của echo nó cũng phải vừa thì chúng ta mới có thể nghe được cái giọng của mình trong. Khi chúng ta giảm hết cái echo này xuống nhỏ ấy, thì chúng ta thấy được cái giọng nói của chúng ta rất là rõ nét, đúng không ạ? Thì với cái căn phòng nó cũng thế. Một căn phòng muốn hay có nghĩa là cái căn phòng đó nó phải có mức độ tiêu âm và phản âm ở cái mức vừa phải và tạo nên được cái độ chi tiết nhất cho cái chất lượng âm thanh mà cái hệ thống âm thanh chúng ta đưa ra, thì nó mới có thể tạo được cái âm thanh hay. Những cái ví dụ như vừa rồi nó là những cái ví dụ điển hình để các bạn có thể cảm nhận được là cái sự ảnh hưởng rất là lớn mà từ cái không gian trong căn phòng ảnh hưởng đến cái chất lượng âm thanh của cái bộ dàn mà chúng ta lắp đặt trong cái không gian đó. Và đó cũng là cái lý do mà rất là lớn mà tôi muốn giải thích đến cho các bạn khi mà xảy ra những cái trường hợp đó là nghe ở quán, ở cửa hàng thì rất là thích, rất là hay, rất là chi tiết, nhưng về gia đình nhà mình thì lại không thể bằng. Thì quý bạn cũng phải một phần nào chấp nhận và chúng ta phải khắc phục bằng cách đó là xem lại cái không gian căn phòng nhà mình nó đã có ok hay chưa, rồi nghe lời tư vấn của người kỹ thuật, người ta đến setup tại không gian căn phòng nhà mình để đặt loa này, hay là xử lý cái phòng đó làm sao cho cái âm thanh nó tốt để tạo được cái âm thanh hay mà giống như chúng ta đã được trải nghiệm tại không gian ở các cửa hàng. Điều này cũng có nghĩa với việc là các bạn cũng phải thông cảm cho những người kỹ thuật khi mà người ta đi setup, dù là đã cố gắng hết mình để có thể đem lại cho các bạn cái chất lượng âm thanh tốt hay nhất theo cái không gian của các bạn, nhưng nó cũng có thể là chưa được hài lòng với các bạn 100%, bởi vì nó có nhiều yếu tố từ cái yếu tố về cơ sở vật chất của các bạn, đúng không ạ? Và một cái minh chứng rất là cụ thể hơn để gửi tới các bạn đó chính là Đức Anh sẽ dẫn chứng cho các bạn với một cái bộ dàn karaoke mà khi Đức Anh trải test cho các bạn, test cho khách hàng tại cửa hàng thì khách hàng chốt ngay lập tức, bởi vì cái chất lượng âm thanh của cái bộ này thì chúng ta có thể nói là khó chê được nó, bởi vì âm thanh rất là hay, các bộ dàn rất là VIP. Tuy nhiên khi mà lắp đặt tại không gian gia đình nhà khách hàng thì nó lại dẫn đến cái tình trạng giống như cái phần đầu mà Đức Anh đã nói, đó là ở cửa hàng nghe rất là hay nhưng về nhà thì nghe rất là dở. Đó, dở ở đây có phải do bộ dàn hay không? Tôi có thể khẳng định là không, bởi vì là bộ dàn vẫn là như nhau. Vậy dở ở đây có phải do người kỹ thuật hay không? Cũng không, bởi vì cấu hình vẫn setup tương đồng nhau. Vậy giờ ở đây là gì?
Dở ở đây bộ dàn VIP nhưng âm thanh dở. Dở là do không gian phòng tạo lên cái độ âm thanh không được như ý đó. Cụ thể ở đây là khách hàng đó cũng đã đến cửa hàng và đã nghe, đã chốt, không chỉ trải qua một đơn vị Bảo Châu Lake mà rất nhiều đơn vị khác. Thì khách đến và đã trải nghiệm với cái bộ dàn cao cấp của RCF với những cái thương hiệu cục đẩy cửa rao cao cấp vang JBL, mic JBL. Nghe phát chốt ngay bởi vì âm thanh ở đây rất là chi tiết. Và cái dòng loa này thì có thể nói là nó là một trong những dòng loa top đó về cái chất lượng âm thanh rất là chi tiết. Nhập khẩu chính hãng từ Italia, RCF Acoustica 521296. Rồi, cục đẩy công suất Crown XLI 3500. Nói Crown thì chúng ta không thể chê được rồi đúng không ạ? Âm thanh sạch, mềm và chi tiết. Công suất thì thoải mái để có thể chơi cắm loa này. Xét về yếu tố về thương hiệu, xét về yếu tố về thông số kỹ thuật thì tôi có thể đảm bảo với các bạn đây là một bộ dàn chất lượng và uy tín. Đó, Crown 3500, 1000W một kênh. Chơi tốt cái cặp loa này, bass 30. Vang số JBL KX180A. Nó không phải là chiếc vang số đắt tiền. Không phải là chiếc vang số đắt tiền nhất các bạn nhé, chứ không phải là không phải là chiếc vang số đắt tiền. Mà mẫu vang số này cũng là một trong những mẫu vang số cao cấp được rất nhiều người yêu thích. Cái độ sạch của nó tốt, tiếng echo mượt. Đó. Chiếc vang này thì xử lý hoàn toàn ok. Đương nhiên nếu mà nghe nhạc thì nếu như những người mà chơi nghe nhạc thì chúng ta không nên chơi qua vang số, bởi vì nghe nhạc là nó là một cái bộ dàn nghe nhạc riêng thuần analog với những chiếc âm ly nghe nhạc và những cái chiếc loa nghe nhạc thì nó sẽ nghe sạch hơn con này. Con này thì mình đang set ở mặt là trong karaoke thì chiếc vang số này xử lý tín hiệu tốt. Rồi, bộ mic JBL VM200 cũng khá là ok. Bộ mic trên 7 triệu, chất lượng âm thanh tốt, tay mic đẹp, chắc chắn. Rồi, tiếp đến với một chiếc súp RCF 705 Made in Italia. Tôi không quảng cáo quá nhiều về RCF nữa bởi vì RCF quá là nổi tiếng. Với những mẫu súp của RCF thì tiếng đánh rất là uy lực và rất là mạnh mẽ. Đây, thậm chí đây là bass 40 các bạn nhé. Đây là bass 40. Cấu hình bộ dàn này thì chúng ta có thể chơi không gian gia đình từ 30-40m2. Rất là hay và rất là mạnh mẽ đó. Ở cửa hàng là thế, chất lượng âm thanh rất là hay, rất là chất, chi tiết, súp đánh uy lực, khách đến nghe phát phê luôn và gạt qua tất cả những đơn vị khác để chốt cái bộ dàn này. Tuy nhiên là đến lắp tại gia đình nghe nhạc vàng rất là ngon, hát karaoke ổn. Chỉ có một vấn đề đó là khi mà đánh súp, đánh nhạc mạnh quá uy lực thì tiếng súp này lại nó lại không phát huy được cái giá trị của con súp này. Tại vì sao? Bởi vì là cái không gian gia đình nhà khách hàng nó khác hoàn toàn với không gian mà được trải nghiệm tại cửa hàng như thế này. Không gian cửa hàng thì tôi đã nói rồi, nó có độ tiêu âm và các đơn vị người ta sẽ tính toán để làm sao có cái độ tiêu âm và phản âm tốt nhất để đem lại cho các bạn có thể cảm nhận được cái độ chân thực nhất của tất cả các dòng loa các bạn được trải nghiệm tại cửa hàng. Nếu như nghe ở cửa hàng không hay thì chắc chắn chẳng ai mua đúng không ạ? Thì đương nhiên là nó phải cần một cái không gian tốt để đem lại cái chất lượng âm thanh tốt nhất cho các bạn trải nghiệm âm thanh và chốt được những bộ dàn như thế này. Đến với nhà khách thì nó là một cái không gian mở, một cái không gian kiểu nhà ống. Rồi trần thì cao, tôi có thể nói là khá là cao và cao khủng khiếp ấy, nó hơn 4m. Đây là một cái yếu tố mà về cái vấn đề âm thanh rất là kỹ. Tại sao các phòng hát các bạn có thể thấy được là trần nhà ta chỉ để khoảng tầm 2,5m thôi các bạn nhé. Ở các phòng hát ấy, giật trần thấp thì âm thanh nó đỡ bị rộn, đỡ bị oang. Mà nếu các bạn mà cái trần của các bạn quá cao mà muốn chơi súp này mạnh thì gần như các bạn không thể chơi được. Rồi, cái nữa là không gian nhà khách hàng thì lại hoàn toàn là không gian nhà ống chống trơn. Các thiết bị tiêu âm để mà có thể kể đến, ví dụ như một vài cái tranh ảnh này, bộ bàn ghế, thì thực sự là với những cái mức độ tiêu âm đấy thì nó quá là bình thường. Nó không thể gọi là tiêu âm được nhiều. Nó chỉ là một cái vật, những cái vật dụng để giúp vào cái bộ tiêu âm thôi. Tiêu âm thì nếu như với căn phòng đó thì chúng ta muốn để có thể âm thanh hay thì đương nhiên chúng ta phải giật trần nó thấp xuống bằng trần thạch cao, hay là làm những cái trần gỗ, làm tiêu âm vách, tường gỗ thì mới có thể đem lại âm thanh tốt. Điều đó thì cũng giải thích cho các bạn thấy được là tại vì sao là đến với gia đình với cái bộ dàn VIP như này mà nó lại không thể hay được như ở tại cửa hàng. Nó do là cái điều tối kỵ một cái hệ thống âm thanh gặp phải, đó là không gian trống trơn, bị oang, trần quá cao, không thể đánh súp mạnh được. Đánh súp mạnh nhưng nó không uy lực được và nó bị phản lại âm thanh. Nó tạo lên những khi mà chúng ta mở cái súp này quá to, nó không khác gì chúng ta đang ngồi và bị bom dội đâu. Nó cứ ùm ùm trên đầu ấy. Thực sự là nếu như các bạn đã được cảm nhận thì các bạn sẽ hình dung được là cái việc mà cái không gian nó bị oang, bị ồn, nó dội lại cái âm thanh nó rất là đau đầu, nghe không thể chịu được.
Minh chứng cụ thể hơn thì ngay bây giờ quý vị bạn sẽ cùng với lại Đức Anh nhé. Chúng ta sẽ trải nghiệm âm thanh trực tiếp tại cửa hàng với cái bộ dàn này, và trải nghiệm cả cái âm thanh với cái bộ dàn này tại nhà khách hàng, để các bạn có thể nhìn thấy cái hình dung chi tiết về cái mức độ ảnh hưởng từ một căn phòng đến cái hệ thống âm thanh VIP đến mấy như thế nào. Em xuồng bến đò em về bên nữ,
nước mắt nhạt nhòa theo bài treo buông. Quý các bạn có thể cảm nhận thấy sự khác biệt khi mà trải nghiệm âm thanh cùng với một cái hệ thống âm thanh bộ dàn karaoke. Tôi có thể quay đây là một bộ dàn VIP luôn quý các bạn nhé. Tất cả các sản phẩm trong cái bộ dàn này đều rất là ngon và rất là xịn. Nghe âm thanh ở cửa hàng, quý bạn có thể trải nghiệm âm thanh chi tiết và đầy uy lực của Sub RCF. Đến với nhà khách hàng thì chúng ta lại cảm nhận thấy cái âm thanh nó có sự khác biệt đi, đúng không ạ? Đặc biệt là khi các bạn nghe chẳng mạnh. Bởi vì sao? Bởi vì là con Sub này vào trong không gian nhà khách hàng thì không phát huy được tác dụng, không phát huy được giá trị của nó. Không gian bị dội âm thanh quá nhiều, không gian bị ùm, thế nên tiếng Sub đánh không có độ lực mà nó bị loạn âm thanh và cảm giác nên bị triệt tiêu. Đánh cứ bùm bùm cả, rất là khó chịu, đúng không ạ? Đó. Cái video ngày hôm nay thì Đức Anh cũng đã muốn minh chứng cho các bạn, đó là cái việc ảnh hưởng của một căn phòng đến cái chất lượng của một bộ dàn âm thanh nó như thế nào. Đấy, nhiều khi chúng ta nói là bộ dàn VIP nhưng mà âm thanh dở. Dở là do đâu? Đấy, dở là nó do cái không gian nó không phù hợp. Đó, yếu tố, một cái yếu tố rất là quan trọng. Vì vậy chúng ta có thể chốt lại một điều là với một cái hệ thống âm thanh, một cấu hình như nhau, nhưng khi được trải nghiệm ở âm thanh hai cái không gian khác nhau, không tương đồng nhau, thì cái chất lượng giá trị của bộ dàn nó lại khác nhau. Vì vậy chúng ta có thể chốt lại một điều là cái yếu tố mà tạo lên cái chất lượng âm thanh nó nằm ở ba cái yếu tố cơ bản. Đó là đầu tiên, đương nhiên là chất lượng của các dòng sản phẩm trong cái bộ dàn đó. Yếu tố thứ hai là yếu tố con người. Yếu tố con người đây là yếu tố về những người kỹ thuật có chuyên môn setup tốt để có thể căn chỉnh trong không gian gia đình nhà bạn nó phù hợp. Rồi yếu tố thứ ba, một cái yếu tố mà tôi có thể nói là ít nhiều người để ý đến, nhưng mà nó lại để cái yếu tố mà ảnh hưởng rất là nhiều đến cái chất lượng của cái bộ dàn khi mà chúng ta lắp đặt. Đó là yếu tố về không gian, cơ sở vật chất, đúng không ạ? Vào một không gian tốt, vào một không gian phù hợp, độ tiêu âm tốt thì chắc chắn cái bộ dàn này nó sẽ phát huy được cái giá trị và nó đem lại cái chất lượng âm thanh tốt nhất cho cái bộ dàn đó. Nhưng vào một cái không gian không phù hợp, không phù hợp ở đây ví dụ như là không gian quá lớn, là không gian quá nhỏ, hay lại là một cái không gian nó bị dội âm thanh rất là nhiều, bị oang, bị ầm ầm, mà không thì chắc chắn là cái việc xử lý được cái âm thanh cho cái bộ dàn này hay rất khó luôn các bạn ạ. Vì vậy thì các bạn cũng phải thông cảm cho cả ngay những người kỹ thuật khi đi setup. Họ luôn luôn muốn setup cho quý bạn một cái chất lượng âm thanh tốt nhất theo yêu cầu của quý bạn, theo cái không gian gia đình nhà bạn. Tuy nhiên, nhà ta cũng gặp vào những cái trường hợp gọi là ca khó để có thể xử lý được âm thanh. Và quý bạn cũng một phần thông cảm và chúng ta sẽ cần hỗ trợ những cái lời tư vấn từ những người nhà ta đi setup trực tiếp cho quý bạn để có thể khắc phục được những cái tình trạng về cái căn phòng của quý bạn nó chưa phù hợp, để làm sao cho phù hợp nhất với cái bộ dàn của mình và đem lại cái chất lượng âm thanh tốt nhất. Vì vậy thì chúng ta cũng phải lưu ý nhé. Bộ dàn hay rồi, VIP rồi, con người setup tốt rồi thì vẫn cần phải một cái không gian phù hợp. Có nghĩa là chúng ta phải lưu ý đến không gian sử dụng, không gian để chúng ta trải nghiệm âm thanh có một không gian tốt. Chắc chắn các bạn không phải đắn đo về việc là test tại cửa hàng loa hay nhưng về nhà mình lại thành dở. Đó. Một lần nữa thì xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu như có những cái cần hỗ trợ tư vấn gì thì các bạn có thể gọi điện đến số tổng đài là 19000255 hoặc số di động cá nhân của Đức Anh là 0941859988 để được tư vấn tất cả những băn khoăn của các bạn. Hỗ trợ cho các bạn về lựa chọn cấu hình này, hỗ trợ cho các bạn tư vấn làm sao phù hợp với không gian cho các bạn nhất, đem lại cho các bạn những cái trải nghiệm âm thanh tốt nhất và cái sự hài lòng nhất. Một lần nữa xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại quý bạn trong những video tiếp theo. Bạn lo lắng về giá thành, băn khoăn khi mua sản phẩm trả góp, bạn sợ lãi suất cao hay phân vân về thủ tục? Bảo Châu Alex sẽ giúp đập tan nỗi lo đó với chương trình trả góp lãi suất thấp. Bạn sẽ thả ga mua sắm, chỉ với 10% trả trước, bạn sẽ sở hữu ngay dàn âm thanh karaoke. Đừng bỏ lỡ!